Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của tôi là Top 1 Xin đây. Thì cũng khá là lâu rồi, lại gọi là mấy hôm rồi là chưa ra clip. Thì hôm nay tiện cái video này có một cái trận đấu này thì có một cái kèo mà được tranh cãi khá là nhiều ở trên cả TikTok ấy. Vẫn Facebook với ở khá là nhiều ở trên cái nói chung là nền tảng xã hội là cái kèo Bright. Thì nói chung là các bạn hay gọi về khoản là con xin không ăn được kèo Bright. Và con xin không ăn được kèo Bright hoàn toàn. Thì clip này thì mình muốn mọi người ăn kèo Bright dễ nhỉ. Rồi kia tha và phát là lại đi luôn rồi. Mình muốn đuổi luôn này. Và rút bóng về mình farm tạm thôi nha. Nhưng mà mình không sản xuất được mình. Cái pa đấy chỉ ra kiểu gì? Trời trời. Đó, mọi người thấy chưa? Giờ mấy cái thanh niên mid này. Mấy cái thanh niên mid kiểu mùa này thì nó kiểu gọi là không chơi nhiều á, nên là không biết cái nội tại của nó, nên là cần hỗ trợ. Nội tại của gọi là cái đồ rừng á, cái đồ rừng bị giảm 50 và không bị chia kinh nghiệm ở đầu. Nên là mấy cái thanh niên này nó cứ kiểu nhiều lúc ra farm mid là cứ bị nói thế này thôi. Nhưng mà mọi người lưu ý nhá, bây giờ cái nội tại ở mùa rừng đấy lại ngu rồi, lại bị lệch được tiền là sao không biết. Và bắt như thế nha. Đầu dã man vòng ghê thế ta. Anh con này anh ghê thế ta. Được nói nha. Ui trời. Bạn thôi. Mày quá. Đấy, xích vào. Xích vào sen. Đó là hên pha đấy, phục xích pha đấy rồi bị xích, chắc khả năng là nằm xuống theo thanh niên men rồi đó. Rồi, ăn được thanh niên đồng. Các bạn lưu ý là các bạn cứ đi ra đầu game, giữa game các bạn đi ra hít đúng ké nha. Hít ké ở mít thôi. Nói chung là mấy thanh niên thiếu hiểu biết này thì chúng ta kệ thôi. Quan trọng là chúng ta phải có một lượng tiền nguồn nhất để gánh game thôi nha. Chứ các bạn đừng có gọi là để ý mấy cái thanh niên này là cái gì, bởi vì có chúng ta có cái nội tại mà nội tại gọi là đồ đi rừng á, trước phút thứ tư thì chúng ta không bị xe gọi là xe tiền xe kinh nghiệm, nên là nó người ta bảo không là mà đi cãi nhau với thằng nào tốt để làm gì đâu, nên là chứ quan trọng là chúng ta đánh thôi nha. Mà lại có sen bay nha, tiếp tục một bạn của đấy một Bry luôn. Mà hơi tiếc cái pha đấy là một thoáng được vào phía thanh niên Omen thì nó sẽ gọi là ăn được hai mạng kia luôn. Ồ, tên tôi cũng băng trụng và ăn được luôn hai mạng rồi. Khá là ghê đến từ Murat. Đó, chúng ta sẽ vào chủ đề chính của chúng ta là kèo Bry ngày hôm nay nhá. Nói chung là kèo Bry thì được, nếu mà xếp thêm trên thang điểm thì nó là cái kèo cực dễ luôn á. Cái kèo gọi là cực dễ luôn á. Bởi vì các bạn hoàn toàn có thể ép cho nó ở trong phút thứ 10 trước phút thứ 10. Còn đâu nếu mà các bạn mà để kiểu gọi là nó farm được á, thì nói chung thì cái đấy là lỗi do con xin thôi, lỗi do kỹ năng của chúng ta thôi. Nên là cái kèo này là kèo cực dễ nha. Ui, hôm nay này thật được. Ăn biết chung được. Ăn biết chung được. Ăn biết chung được. Đi nha. Mẹ nha. Eo ơi, lái gớm vậy. Trời ơi, cái thằng SB nó lái hướng thật sự luôn, nó cua thật sự ghê thật sự luôn. Murat không chạy được. Mà không sao, pha này thì vẫn đổi được một mạng mà lấy hai trụ, nhưng mà tính ra thì lấy một trụ nhưng mà tính ra thì vẫn lỗ. Nhưng mà cái pha này thì cũng không lỗ quá, chúng ta lấy được trụ nha. Mà thêm địch cũng không lấy được trụ lại của chúng ta rồi. Thì đó, đó là kèo Murat, mọi người nếu mà không có bát, mọi người có thể sử dụng. Sử dụng một là đầu game thì mình cứ trực tiếp mà khi mà cấu rỉa nó bằng chiêu 2 tặng đánh xa. Rồi nếu nó bật chiêu cuối thì mọi người cứ đánh thường dạng gần. Thì khẳng định là không Bry lúc đấy nó không khá là khó sốc mọi người luôn. Còn đâu nếu mà cái trường hợp mà về tầm an toàn hơn nữa thì mọi người đánh cho nó hết cục máu rồi đấy. Nó cứ toàn đất trắng thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng nó là mẹo là. Ui dồi ôi trâu thế ta. Thanh niên nó ngoài luôn. Ê, cái thanh niên da nó lái ghê đấy nhỉ. Đấy, mọi người nhìn như này.
nó có cái tab trắng ấy. Con Bright này nó có một cái chữ cuối, nó có một cái nhược điểm là nếu mọi người chỉ cần giết nó và đánh hết cái lớp máu đỏ của nó thôi, thì còn cái lớp giáp trắng là thì nó khi hết chiêu cuối là nó tự chết, nên là chúng ta có thể sử dụng cái đấy. Mọi người có thể sử dụng đó là gọi là ngủ đông, chiêu một ngủ đông của con chim này, nhưng mà mọi người tàn hình đấy thì nói chung là con Bright nó chỉ gọi là không có mục tiêu, nó chỉ ngồi nó đợi chết thôi. Đó là cách ăn kèo của Bright dễ nhất, nói chung thì nó sẽ là khá là dễ. Còn đấy, còn cái trận này là như kèo không đi ra này kìa. Nếu mà cái kèo không ra, nếu mà không đi ra này mà đi rừng thì là cái kèo này nó sẽ khó hơn con Bright một xíu. Như mọi người nhìn thấy nó lái, như thanh niên này lái kêu khá là gắt, bắt mình là hai mạng luôn rồi. Ở trên nhà giao tranh này. Nhưng mà không sao, nói chung thì mới hai mạng thôi, bên đó là FB nên là không phải lo cho lắm. Quan trọng chúng ta cứ cố gắng làm sao để ép trụ sớm nhất có thể, để đừng để cho con Bright lết game mà được. Con Bright lết game thì nó cũng tốt sát thủ, gọi là cũng dùng tốt AD sát thủ và cũng khá là ghê ạ. Nên là mọi người nếu mà để cho nó lết game thì đấy là mọi người nên xem lại cách ép thôi, chứ nó không có liên quan gì là con xin nó không ăn được kèo đâu nhá. Rồi Omen này thì làm sao mà thủ được đây, cái pha này thì có hai người thì chúng ta ép luôn cái trụ này luôn nha. Đánh cái trụ này rồi ở miền sau nhận chạy ở lại thì là sao mà này bờ rai lên đây cái là lụi ngay này. Tầm giờ như chẳng hạn tầm giờ là bờ rai thì thoải mái là ok thôi. Quảng cáo xin nha, cho xin chút quảng cáo thì mọi người nếu mà ai cần thầy ranh thầy top tướng Sinexia này hoặc là các top tướng hơn khác thì các bạn có thể IB tôi ở phần góc phải màn hình nhá, và ủng hộ tôi một kèo ở góc phải màn hình nhá. Các bạn là muốn thể danh nhá, và một có thêm được tặng nếu mà các cái kèo nào mà các mọi người gọi là chạy đi đâu được châu đánh đâu cũng chết thôi, thì những kiểu những cái kèo nào của mọi người muốn có top mà xin free á thì mọi người ấy thêm một cái kèo nó dài xíu thì tôi sẽ cố gắng được tặng cho mọi người một cái top free nha. Nhưng mà lưu ý một điều là nếu mà các bạn muốn chấp nhận để nhận được cục top free thì đó cái ạc của các bạn là tôi like, mà cái ạc của bạn tôi like thì nếu mà các ạc của bạn để tôi like thì chắc chắn là nói chung là chắc chắn là sẽ xong trước khi các bạn nhận cục top. Nhưng mà nói chung là nó cũng phải tùy với cả ạc của các bạn với skin nữa, bởi vì nay thì người ta sẽ yêu cầu skin nọ mà. Đấy là trường hợp nếu mà các bạn kiểu dài nhá, kiểu dài thì có thể giúp cho các bạn kèo mà khó chục hơn chục sao thì nó sẽ khó là lấy top lắm, nhưng mà nói chung là sẽ gọi là sẽ cố gắng cho mọi người xíu điểm và chắc chắn là sẽ cho mọi người ít điểm để có xin xin nếu mà trong trường hợp tôi cầm kẻ có đi like nhá. Rồi thì ép đó, chúng ta 8 phút chúng ta ép cái lần này rồi, mọi người chậm. Nếu mà 8 phút thì hoàn toàn có thể không đấy, thì không phải ai nhá, con trắng không, ta rút máu về, ta thu lui về rồi, đó, nó tự chết rồi à. Đó là cái lợi thế mà bắt con chỉ chạy chạy được, đó là cái lợi thế của bắt con Bright nha. Tạm lợi thế luôn nha. Ok, em chưa chạy luôn kìa, bắt đi cái thanh niên này. Thì thường phết tạc thì này ghê quá là lắm, ghê quá. Các trận đấu đến đây có thể kết thúc rồi. Mọi người nếu thấy hay thì xin like và subscribe nha. Và có yêu cầu về làm clip về như thế nào thì mọi người có thể bình luận vào ở dưới video nha. Và tôi sẽ cố gắng làm clip để đáp ứng mọi người nha. Bye bye và hẹn mọi người clip tiếp theo. Bye bye.